quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 87 QĐ-TTg ngày 12 tháng 1 năm 2016 về việc tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động từ năm 2017. Tháng hành động lần thứ nhất đã được tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017. Việc phát động tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Qua phân tích về tai nạn lao động trong những năm qua cho thấy, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn lao động xảy ra là do người lao động không được huấn luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn vệ sinh lao động. Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động không chỉ cung cấp các lý thuyết về an toàn vệ sinh lao động, mà cần chú trọng vào việc huấn luyện thực hành, các kỹ năng tự đánh giá rủi ro, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Bởi đó chính là biện pháp hiệu quả và ít tốn kém nhằm phòng ngừa và hạn chế các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra. Với ý nghĩa đó, tháng hành động lần thứ nhất năm 2017 có chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ở Hải Phòng, do nhận thức của chủ doanh nghiệp về an toàn vệ sinh lao động đã có những chuyển biến tích cực, tạo nên hiệu quả nhất định, nên những năm gần đây, công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã và đang được đẩy mạnh. Từ đó đã tạo sự chuyển biến khá tốt, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và ý thức của người lao động trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, dẫn đến giảm thiểu tai nạn lao động. Việc khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động được thực hiện khá nghiêm túc, góp phần đáng kể trong sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cảng. Với cái tiêu chí con người là cội nguồn sức mạnh ấy, thì cái yếu tố con người đánh giá rất là cao từ các cấp lãnh đạo, các quản lý là phải quán triệt trước. Sau đó thì sẽ tạo ra hiệu ứng lan truyền, lan tỏa tới từng người lao động. Chúng ta phải làm tốt công tác truyền tải tới người lao động để người lao động hiểu rằng là trong cái xu thế mới, trong cái cạnh tranh hiện tại thì cái vấn đề vệ sinh an toàn lao động, mà phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo công tác môi trường là một trong những yếu tố tiên quyết. Hàng năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người là đại diện chủ sở hữu lao động, người lao động làm các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP, người lao động đã được quán triệt mục đích ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chính sách chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động. Việc xây dựng các nội quy về an toàn vệ sinh lao động cũng được người lao động nắm rõ. Bên cạnh đó, người lao động còn được phổ biến kiến thức về các nguy cơ nguy hiểm, có hại có thể gây tai nạn lao động nhằm giúp họ phòng tránh hiệu quả. Những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động sẽ giúp cho người lao động tự tin hơn trong cách xử lý tình huống nhằm hạn chế tai nạn lao động và chủ động hơn trong việc bảo vệ mình. Tôi cũng triển khai cái công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường rất là quyết liệt và quyết tâm. Về công tác an toàn lao động thì hàng năm có tổ chức huấn luyện an toàn lao động định kỳ do Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp tổ chức và cấp chứng chỉ. Ngoài ra về công tác đào tạo an toàn nội bộ ấy, thì các tổ sản xuất sẽ sử dụng các cái bản trình chiếu để huấn luyện theo hàng tuần. Còn về đơn vị kiểm tra thì có cán bộ an toàn lao động chuyên trách và sẽ kiểm tra đột xuất và không báo trước. Toàn bộ những cái trường hợp vi phạm kỷ luật an toàn lao động thì đều bị đình chỉ ngay tại chỗ để nhằm nâng cao cái ý thức trách nhiệm của lao động cũng như là đảm bảo cái công tác an toàn trong sản xuất. Là một doanh nghiệp có bề dày nhiều năm kinh nghiệm về đóng mới và sửa chữa tàu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Phà Rừng luôn quan tâm việc chăm lo, bảo vệ đời sống công nhân cũng như nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn vệ sinh lao động. Hiểu rằng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động, nên công ty đã mời cán bộ chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động đến giảng dạy cho công nhân theo chuyên đề nhằm cung cấp cho họ kiến thức, rèn luyện các kỹ năng giúp người lao động chủ động biết cách thực hành an toàn vệ sinh lao động, xử lý những tình huống trong quá trình sản xuất.
An toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy của cái việc đó rất quan trọng. Chính vì tầm quan trọng đó mà công ty chúng tôi đã phải thành lập hội đồng bảo hộ lao động. Hàng năm thì căn cứ vào cái sản xuất kinh doanh của công ty thì hội đồng bảo hộ lao động sẽ triển khai một cái kế hoạch thực hiện trong năm và sẽ thường xuyên là triển khai và bám sát theo kế hoạch đã xây dựng được lãnh đạo công ty phê duyệt. Làm tốt cái công tác đó thì nó cũng là nhằm tạo điều kiện cái việc làm, môi trường lao động cho người lao động, và nó góp phần đảm bảo về an toàn trong quá trình lao động sản xuất, ngăn ngừa cái nguy cơ phòng cháy, chống cháy nổ, tránh được cái tai nạn cho người lao động và ngăn ngừa cái bệnh nghề nghiệp. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã chủ động huấn luyện an toàn cho người lao động, duy trì việc tuyên truyền kiến thức về an toàn lao động cho người lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là đơn vị đi đầu trong việc chăm lo, bảo vệ đời sống công nhân cũng như nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn vệ sinh lao động. Xác định an toàn vệ sinh lao động là một trong những yếu tố đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, nên hàng năm công ty đều mở những lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên công ty, đặc biệt là các công nhân mới. Ban giám đốc công ty đã xây dựng kế hoạch biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chung và đối với từng nhóm sản phẩm. Bước chân vào khu vực sản xuất, đầu chúng ta cũng bắt gặp những khẩu hiệu về an toàn vệ sinh lao động. Đó như một lời nhắc nhở các công nhân ghi nhớ nội quy hàng ngày. Do coi trọng và thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, nên nhiều năm gần đây, số ngày an toàn tăng cao, đời sống cán bộ công nhân cũng vì thế mà ổn định, đi lên hơn trước. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cũng là đơn vị duy nhất được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng cờ thi đua về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Về nhà máy sản xuất điện thì công tác an toàn rất quan trọng. Vì trong nhà máy nhiệt điện thì có rất nhiều rủi ro, tức là về an toàn về điện, an toàn về nhiệt và an toàn về áp lực. Vì thế mà công ty cũng rất quan tâm đến vấn đề an toàn lao động. Như về vấn đề an toàn lao động thì lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm về vấn đề huấn luyện, đào tạo cho lực lượng vận hành cũng như tất cả lực lượng chuyên môn phải quan tâm được công tác an toàn về lao động. Hai là về thì công tác đào tạo về an toàn bước 1, an toàn bước 2, cũng như an toàn bước 3 cho các lực lượng vận hành trong công ty cũng như lực lượng ở ngoài công ty vào làm việc đều được qua các cái công tác hoặc đào tạo huấn luyện về công tác an toàn về lao động. Và đặc biệt được quan tâm lượng là về công tác đánh giá rủi ro. Về công tác rủi ro thì trong nhà máy nhiệt điện thì có rất nhiều rủi ro, vì thế mà công ty đã triển khai cái bước đánh giá rủi ro cho cả khu vực, cả thiết bị, tức là cả tại các vị trí đều có những đánh giá rủi ro nhất định, và từ đấy để đưa ra những biện pháp phòng ngừa trong quá trình thực hiện và để cho đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Bên cạnh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, hiện vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp cơ sở sản xuất xem nhẹ, chưa nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, vì họ chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động đối với sự an toàn tính mạng và sức khỏe của người lao động, cũng như đảm bảo an toàn về tài sản của doanh nghiệp, nên thực hiện theo cách đối phó dẫn đến hiệu quả không cao. Để tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động trong các đơn vị doanh nghiệp, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thời gian tới, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chế độ bảo hộ lao động, kiến thức an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần chủ động hỗ trợ, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động và người lao động. Đặc biệt, người lao động tích cực tham gia các lớp huấn luyện, nâng cao ý thức trong thực hiện an toàn vệ sinh lao động. Đó cũng chính là nâng cao uy tín, sức cạnh tranh, đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.